Xin chào mừng quý vị thính giả đã đến với kênh channel của Khánh Official. Buổi chuyên mục Chuyện ma có hình. Chuyện ma có hình tức là một câu chuyện ma có thật được diễn tả bằng hình ảnh. Và tôi xin cam đoan rằng đây là một câu chuyện ma hoàn toàn có thật, do chính người bạn thân của tôi kể lại. Và chính anh ta cũng là nạn nhân trong câu chuyện ấy. Với giọng đọc của Xuân Nghị, mời quý vị đến với câu chuyện ma Đêm trong căn nhà hoang. Bạn của Nghị tên là Khôn, tên đầy đủ Nguyễn Tinh Khôn. Khôn là người nhà quê An Giang Châu Đốc, gần núi Bà Đen. Người ta thường có câu: chưa đi chưa biết bà đen, đi rồi mới biết Khôn đen hơn bà. Đen, Khôn đen lắm. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nghèo đến nỗi Khôn chẳng biết khi nào gia đình mình mới giàu. Khôn một mình chân ướt chân ráo bước lên Sài Gòn nhằm kiếm công việc đem tiền về cho gia đình tiêu xài hàng tháng. Nhưng ngặt nỗi, trên Sài Gòn Khôn chẳng quen ai. Trong màn đêm u tối, nhà nhà đóng cửa, người người đi ngủ, Khôn lang thang, trong túi không tiền, đêm nay không biết tá túc nơi đâu. Alo, phải số điện thoại của Quang không ạ? Gì thế Khôn? Ủa? Lâu ngày không nói chuyện với nhau mà còn nhớ số tôi hả? Ngày xưa mình chơi thân với nhau mà, sao lâu rồi Khôn không gọi cho Quang? Tại hồi xưa Quang đi Sài Gòn á, có cơ hội đi gặp mặt đâu mà. Trời, biết nói gì đâu. Quang ơi Quang, nói nào ngay, ngại quá. Khôn lên Sài Gòn kiếm việc làm mà kiếm chưa được, buổi chiều giờ lên Sài Gòn không kiếm được chỗ ở. Quang nếu được, Quang cho Khôn tá túc một đêm được không? Qua ngày hôm sau Khôn kiếm chỗ khác, Khôn đi ở liền. Chuyện nhỏ, Quang sẽ gửi địa chỉ cho Khôn. Nếu kiếm không ra, hãy hỏi những người xung quanh. Nhà Quang ở đâu? Ở đây ai cũng biết nhà Quang hết. Tức là bây giờ là Khôn đi theo cái địa chỉ mà Quang nhắn tin cho Khôn, xong rồi Khôn mà không thấy, Khôn hỏi nhà Quang ở đâu là người ta chỉ, đúng không? Ừ, đúng rồi. Cảm ơn Quang nhiều lắm. Cảm ơn nhiều lắm nha, rồi chờ Khôn xíu Khôn qua liền nha. Khôn mừng rỡ, chạy thật nhanh đến địa chỉ mà Quang đã gửi cho mình. Sài Gòn về đêm, chỉ còn ánh đèn đường vàng và xe cộ đông đúc. Cảm giác như đi sang đường còn khó khăn, huống hồ chi là đến một địa chỉ mông lung như nhà của Quang. Khôn đi qua từng dòng xe, vượt qua từng dòng người. May mắn, Khôn gặp được một cô gái với lối trang điểm nền nã. Cô ấy nhìn Khôn và nói: đi không anh? Ủa, đi hả? Đi nha. Không, 300. Dạ không. Để nhất chỗ này rồi đó. Đi liền đi bớt cho. Chị, cho em hỏi. 300. Chị, giúp đỡ em cái đi chị. Đi liền đi bớt hàng, đi bớt nghỉ. Chị ơi, đi liền không đi phải hàng, đi. Ý em nói là chung. Chị ơi, chị biết nhà Quang ở đâu không chị? Dạ. Không biết. Dạ em cảm ơn chị. Ê, biết rồi. Dạ ở đâu chị? Quên rồi. Ê, đúng rồi, quên. Dạ cảm ơn chị. Ê, cái gì vậy? Dạ không. Dạ không có tiền. Không có công việc luôn. Em ở dưới quê lên em kiếm việc làm. Em kiếm nhà Quang em ở. Kiếm nhà Quang ở? Dạ, phải nhà Quang em ở mới được. Kiếm nhà Quang mới được. Dạ. Sao mới sớm? Kìa. Ủa nhà Quang đó hả chị? Trời ơi, vậy mà nãy giờ em kiếm gần chết luôn á. Đó. Chị tốt quá, em cảm ơn chị nhiều.
Ê, ông đi hả? Ê, ba trăm, hai trăm rưỡi. Thôi nè, nè, hai trăm, nè, nè, ba chục, ba, cái gì quỷ, ta quỷ. Có liền. Quang ơi, không tới rồi nè. Trời ơi, nhà khó kiếm muốn chết. Không có cửa nẻo gì trơn trời á. Xuống dắt Khôn vô nhà đi. Quang đi học nhóm chút xíu Quang về. Khôn chờ Quang nhé. Ủa kỳ vậy? Rồi Quang đi vậy rồi, rồi sao Khôn không đứng đây không chờ hả? Khôn vào nhà Quang chờ đi. Quang dặn mẹ Quang rồi. Mẹ Quang sẽ mở cửa cho Khôn. Thấy mẹ Quang rồi. Ừ, Quang nhớ tranh thủ về sớm nha Quang. Rồi, cứ tự nhiên đi. Mẹ Quang dễ chịu lắm. Dạ, chào cô. Con là bạn của Quang. Con ở dưới quê á, con lên Sài Gòn con. Con có chỗ ở. Cô ơi cô. Chào Quang cho con. Cô ơi. Cô ơi cô. Hên quá, chỉ là con chuột thôi. Con chuột nhìn Quang rất lâu, hình như nó muốn nói lên điều gì. Nhưng rồi chuột chẳng nói chi. Thôi thì ta kết chuyện này tại đây. Chuột này. Ủa Quang, sao Quang nói vô nhà Quang rồi nhà tối thui dơ hầy vậy? Bà giúp việc nhà Quang nghỉ vài ngày nên nhà hơi dơ. Ủa giờ Khôn vô nhà Quang rồi giờ làm gì giờ? Khôn cứ vào phòng của Quang ngủ nghỉ tự nhiên. Trời ơi, biết nhiêu phòng? Biết phòng Quang phòng nào? Nếu không biết phòng cứ hỏi mẹ của Quang. Đâu thấy mẹ Quang đâu. À, thấy mẹ của Quang rồi. Vậy thôi tranh thủ về nha. Dạ, chào cô. Cô ơi, cho con hỏi phòng của Quang ở đâu vậy cô? Vô đây với cô. Come on baby. Oh yeah. Vô đây. Vô đây. Nhưng sao đèn nó thui vậy? Quang có rồi đó. Ủa cái gì vậy ta? Nãy mới thấy mẹ của Quang đây mà. Chắc là trùng hợp thôi. Sao mình gói của nhà Quang dơ quá vậy ta? Đã vậy tối ngủ còn không có mền nữa. Lạnh chết. Mẹ Quang đúng là người phụ nữ nói ít làm nhiều. Thời buổi giờ còn đọc mấy cái chuyện ma này.
Ma mà có thiệt sống cho tôi gặp thử một lần đi trời. Ủa? Mới tới đây mà. Chắc trùng hợp thôi. Khôn có vẻ rất lạc quan trước mọi chuyện. Và rồi đột nhiên, Khôn phát hiện có mùi gì đấy thối kỳ lạ trong phòng của mình. Khôn ngửi quanh phòng, nhưng vẫn không phát hiện ra. Và rồi, Khôn bàng hoàng nhận ra mùi thối ấy chính là mùi nách của mình. Đó là lý do để Khôn đi tắm. Trong đêm khuya vắng, một mình Khôn trần trụi như một chú heo con ngồi gội đầu. Bỗng nhiên, Khôn có cảm giác như có một cánh tay thò ra từ sau gáy của mình. Khôn quay lại thì chẳng thấy ai. Khôn lại lạc quan, tiếp tục gội đầu một cách tự nhiên. Nhưng rồi, cảm giác ấy lại xâm chiếm suy nghĩ của Khôn. Đôi bàn tay gầy guộc, xăm chỗ, thò vào từng ngọn tóc, phò đầu cho Khôn và thậm chí làm mát xa đầu cho Khôn. Khôn cảm thấy vô cùng khoái lạc và sung sướng. Khôn nhắm mắt hưởng thụ và theo phép lịch sự, Khôn móc ra tờ 20.000 bo cho đôi bàn tay khéo léo ấy. Khôn bỗng giật mình quay lại thì không thấy một ai cả. Vậy cánh tay đó từ đâu mà ra? Khôn không quan tâm và vẫn gội đầu. Khôn ngủ như chết trong căn phòng ấm áp thì bỗng nhiên cánh cửa tự động mở ra. Một cô gái bước đến bên Khôn, xõa mái tóc đen xì xuống mặt Khôn. Những lọn tóc đen xì tiếp xúc xuống da mặt Khôn tưởng chừng như những vùng da nhạy cảm ấy sẽ khiến Khôn nhột, nhưng không, Khôn vẫn ngủ như chết. Con ma nhiệt tình nhát Khôn như có một điều gì đấy ấm ức muốn nói với Khôn, nhưng Khôn vẫn mặc kệ và hưởng thụ giấc ngủ của mình. Con ma nhiệt tình nhát Khôn 3 tiếng đồng hồ nhưng không có hiệu quả, đến nỗi con ma phải ngủ gục. Nhát ma mà người ta không sợ, điều ấy làm cho con ma cảm thấy bị xúc phạm. Con ma quyết định tăng đồ mạnh hơn nữa, vẫn không hề đánh gì, tưởng chừng như con ma đã bỏ cuộc. Nhưng không, đây là con ma kiên trì nhất mà tôi từng gặp. Để tiếp cận gần hơn với đối tượng bị nhát, con ma đã chui thẳng vào mền. Đây là cách nhát ma rất tàn nhẫn. Khôn đã có một hành động bất ngờ. Cú giấm đã cứu Khôn một bàn thua trông thấy. Gì vậy ta? Quang ơi, Quang về chưa? Quang chưa về, có chuyện gì vậy? Ở kế bên phòng Quang á, có ai ở không vậy? Sao thấy ban đêm ban hôm mà ca sầm hoài? Phòng của mẹ Quang đấy, chắc mẹ Quang đang ca đấy. Ủa? Nếu rảnh, vào hát chung với mẹ nhá. Nhớ về sớm nha. Khôn không hề sợ hãi, lại gần cửa sổ phòng mẹ Quang để tìm hiểu. Hiện ra trước mắt Khôn là hình ảnh người phụ nữ mặc áo dài trắng đang chải tóc.
kỳ vậy? Ban đêm không ngủ mà kẻ đầu như vậy ta? Mẹ con chắc là thật thôi. Khôn quyết định nhìn lại một lần nữa, và lần này hình ảnh ghê rợn hơn lúc nãy rất nhiều. Nhìn băng ghê, tắm đêm thì kia, bây giờ ngồi sấy tóc rồi trời. Chắc trùng hợp thôi. Lại một lần nữa, Khôn lấy hết can đảm nhìn vào cửa sổ. Lần này hình ảnh ghê rợn hơn rất 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 nhiều. Cô làm tóc gì vậy ta? À, cái cô làm tóc để cô đi chợ sớm. Dù ghi vẫn không tin những điều hiện ra trước mắt mình, nên cậu ta tiếp tục quay lại và tìm hiểu. Bỗng nhiên cô phát hiện một dòng máu đỏ chảy ra trước khe cửa. Nhưng Khôn vẫn lạc quan nghĩ rằng phụ nữ tới tháng ghê gớm vậy sao? Cô ơi cô, cô ơi cô, cô có cần con mua thuốc cầm máu không cô? Khôn nhìn vào căn phòng u tối không một bóng người. Chắc trùng hợp thôi. Lâu Quang hả? Ủa Quang, cô Quang nói trong phòng này với mẹ Quang ở. Con chưa cũng thấy mẹ Quang ở đâu hết. Cũng thấy trong phòng có đồ đạc gì chứ vậy? Phòng mẹ Quang đó, con vô gì vậy? Tại không thấy cái phòng này nó lạ lạ, cho nên con vô tìm hiểu thử. Đi ra khỏi phòng mẹ Quang đi, mẹ Quang ra đó. Để không ra liền. Khôn! Bỗng nhiên Khôn nghe tiếng như có ai gọi mình. Khôn nhìn xung quanh thì phát hiện kế bên mình là chiếc bàn thờ cũ kỹ, di ảnh bám đầy bụi. Khôn bàng hoàng, Khôn giật mình, Khôn hoang mang, không dám nhìn vào bàn thờ. Khôn dụi mắt mình để lấy lại bình tĩnh. Chưa đủ bình tĩnh, dụi thêm cái nữa. Lấy hết bình tĩnh, Khôn bước chân trái đến bàn thờ. Bên phải quay, à không, bên trái quay. Tiến lên một tí, một bước nữa, cầm di ảnh lên, hai tay cho có sự tôn trọng nào. Người quá. Tại sao hình mẹ Quang lại ở đây? Chắc trùng hợp thôi. Dạ, xin lỗi cô. Hay ghê quá, tự nhiên thấy cô đi đái à. Chắc ám ảnh ngủ không được luôn á. Trời, hên quá có cái máy cassette, nghe nhạc để quên hình ảnh ám ảnh lúc nãy mới được. Đừng bỏ em một mình.
Nghe còn sợ hơn lúc chưa nghe. Kiếm nhà khác coi. Nhà sau đây là một bài hát thiếu nhi được mang tên Bắc. Ít nhất cũng phải là nhạc thiếu nhi chứ. Nhạc gì thiếu nhi hết ghê vậy trời. Hên quá, nãy giờ nằm mơ thôi. Ủa, Quang về chưa vậy? Sao Quang về nhà mà không thấy Khôn? Cái gì á? Khôn nãy giờ ngủ trong nhà của Quang mà. Có đâu, Quang về nãy giờ mà không thấy Khôn. Khôn có đi lộn nhà không vậy? Cái gì lộn nhà? Khôn ra ngoài đường không hỏi nhà Quang ở đâu, người ta chỉ vô đây mà. Trời ơi, cái đó là nhà Quang. Khôn hỏi vậy, người ta hiểu lầm rồi. Khôn phải hỏi là nhà của Quang ở đâu? Là nhà Hoang á hả? Khôn đi lộn nhà Quang. Nhà Hoang, chứ không phải nhà Quang hả? Khôn chạy ra khỏi chỗ đó đi. Quang nghe nói chỗ đó nhiều ma lắm. Chạy đi, chạy nhanh đi. Alo, alo, cứu người ơi, cứu người ơi, nhà quán, cứu đâu rồi. Quang ơi, có nhà không Quang ơi? Quang ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, đáng gọi đầu mày ồn quá, có gì không? Cô ơi, ở đây có phải nhà của bạn Quang không cô? Gọi nhà Quang á. Cô ơi, có phải cô là má Quang không? Má Quang đi công chuyện rồi, cô là người làm của nhà nó nè. Ban đêm ban hôm, cô gọi đầu ngoài đường chi vậy? Thì gọi cho nó mát chứ này hỏi kỳ vậy. Cô ơi, con là bạn của Quang ở dưới quê á. Con ở Sài Gòn, con không có chỗ ở. Quang gọi cho con. Xong Quang nói là Quang cho con ở tá túc một đêm mà con đi lộn nhà. Cô ơi, cô cho con gặp Quang đi cô. Quang có ở nhà đúng không cô? Con ơi, thằng Quang nó chết rồi. Hôm nay là 49 ngày của nó nè. Gọi sao mà được? Có đâu, Quang mới gọi con nghe giọng Quang rõ ràng mà. Quang gọi cho con. Thôi con đi vô trong gọi đầu. Hãy like và subscribe cho tụi